Sài Gòn không phải là nhà, càng không phải là quê hương của mình. Đối với Sài Gòn, mình cũng chỉ như bao nhiêu người con xa xứ khác, đến đây để học tập, làm việc. Hơn nữa, mình cũng đã rời xa Sài Gòn từ rất lâu rồi. Nhưng đối với mình, Sài Gòn vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt không thể thay thế được. Là một nơi để về, thay vì là để đến. Bởi vì ở đây có những người mà mình yêu thương nhất, gia đình, bạn bè. Ở đây có những cơ hội trải nghiệm mà mình không bao giờ quên được. Về Sài Gòn, mọi người sẽ thấy một Bạch Dương rất rất khác so với Bạch Dương ở Paris. Ok, và chào mừng mọi người đến với nhật ký một tuần về Sài Gòn của mình nhé. Hello mọi người. Mình vừa mới về nhà. Đây, nhân vật này tên là Minh Thi. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi ăn panda, đi ăn nướng. Let's go. Lần đầu tiên ngồi xe máy lại sau 1 năm rưỡi. Wow. Mình nghĩ là số phận của cái vlog này sẽ bị biến thành food tour Sài Gòn. Bởi vì mình về Sài Gòn mình thèm rất là nhiều món luôn ý. Và một trong những cái món mà mình thèm nhất phải đi ăn đầu tiên ngay lập tức, đó là barbecue. Tại vì ở bên Pháp mình chưa tìm thấy cái mô hình barbecue dạng này ấy, thế nên lâu lâu lắm rồi mình mới được ăn lại. Trời ơi, phải nói là ngon xuất sắc. Ăn ngon đúng là một loại hạnh phúc. Yes, yes. You guys see this? This landmark 81. Đi tích con Sài Gòn. Trời ơi. Nhìn mình như khách du lịch ấy. Thấy cái gì cũng hứng thú. Ở đây bây giờ thấy gì cũng hứng thú. Yeah, đẹp quá nè. Sau khi đi dạo một vòng Sài Gòn thì tụi mình quyết định là đi uống Phúc Long trước khi về ngủ. Phúc Long là một cái hãng trà sữa mà mình thích uống nhất khi mà mình còn ở Việt Nam, bởi vì mình thấy nó khá là thanh mát và dễ uống. Kết thúc ngày đầu tiên ở Sài Gòn. Yeah. Đi về ngủ nhé. See ya. Ủa, good night lại yêu lên rồi. Bonnie. Hello mọi người, bây giờ là 7 rưỡi sáng thứ bảy. Và Minh Thi đã dựng đầu mình dậy để đi ăn bún bò Huế. Let's go. Hi. Ui, có con kiến ở trên điện thoại đâu kìa. Con kiến nó vẫn chưa đi. Cái ly của mình lấy làm mà giá đỡ điện thoại. Uống ly nước mía của Minh Thi. Sao nó lừa mình. Heard it from a friend, she was in our bed, should have known better.
Hoạt động tiếp theo mà mình muốn làm nữa đó là đi cắt tóc. Thật ra lúc đầu mình tính là làm gì đấy đặc biệt một tí, uốn nhuộm các thứ. Thế nhưng mà cuối cùng suy nghĩ lại thì mình vẫn thích tóc nguyên thủy nhất. Thế nên là mình chỉ đi cắt layer nhẹ nhẹ, với cả là cắt lại cái mái bay thôi. Ai dè là làm xong nhìn không khác gì lúc đầu luôn. Hello các bác, mình vừa mới đi cắt tóc về. Bây giờ mình đang ngồi chờ bạn mình ra chơi với mình. Mình định là ngồi đây một mình làm việc, chờ Minh Thi đi làm xong, xong rồi tụi mình sẽ đi ăn trưa ở Bò Né. Thế nhưng mà mình ngồi đây tầm 3-4 tiếng, 3 tiếng lận, hơi lâu. Vậy nhưng mình đã rủ một người bạn cũ của mình ở gần đây ra đây ngồi chơi với mình. Và thế đấy thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cô gái siêu xinh, rất là xinh luôn nha. Wait for it. Ngồi đây, ngồi đây. À, trời ơi, lâu lắm. Nhớ tao không? Ngọc Anh. Hello mọi người. Xinh không? Quá xinh. Có những người bạn mà chúng ta lâu lắm không gặp, không trò chuyện, thế nhưng mà đến khi gặp lại thì không hề có cảm giác xa lạ tí nào. Thì Ngọc Anh chính là một trong những người bạn như thế của mình. Ngọc Anh đi về rồi, tại vì con bé chuẩn bị lên Đà Lạt chơi thì mình gọi dẫn nó ra đây. Thế là chỉ ra được một tí thôi để về chuẩn bị để đi. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới bởi vì Minh Thi đang chạy qua và chúng mình sẽ đi ăn Bò Né. Chị Minh Thi đã được tạm thời nghỉ bán mình cho tư bản. Một tí qua chở mình đi ăn Bò Né. Báo chỗ. Ăn Bò Né. Tại sao người ta lại gọi là Bò Né? Bởi vì nó nóng xong rồi mình phải né né ra. Đúng vậy. Hay người ta. Nó sát. Minh Thi là bạn thân nhất của mình. Mặc dù là nhìn hai đứa mình như kiểu hai thái cực hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì đến nhau ấy, thế nhưng mà tụi mình chơi rất là thân. Mặc dù nó hay than vãn cái việc là mình báo quá và nó bảo là mặc xác mình. Thế nhưng mà lúc mà mình về Việt Nam thì Minh Thi là người lo cho mình hầu như là tất cả mọi thứ. Mình hay nói vui với nó là không có mày chắc tao chết. Hello. Đây là nhân vật Lý Hồng Tiến. À, chúng tôi đang ở Lotte quận 7. Bây giờ chúng mình sẽ đi chợ. Sau đấy là về homestay để nấu ăn. Like. Xin chào mọi người, mình là Bạch Dương đây. Ai mới là Bạch Dương? Ai mới là Bạch Dương thật? Ai mới là Bạch Dương thật đây? Tôi ạ. Tôi mới là Bạch Dương thật. Người Việt Nam tự cắt tóc xém. Thử thách pose 10 dáng trong vòng 30 giây ạ. Bắt đầu. 1. Ai mày mày phong cho bạn cái lá hồi này. Tao còn Coco Rocha. Cái mẹ, cái bạn, cái con mẹ chụp. Chụp xong rồi người ta phải bảo hình. Nói mẹ vô mua cái kem Lotte 5 ngàn rồi. Rao quá cái miếng 5 triệu. Let's go. Giới thiệu các bạn. Mình là tốt. Mình là tốt. Mình là tốt. Mình là tốt á. Mình cũng tốt nha. Vô nè. Dữ gì. Hi. Cái này chơi. Nữa hả? Hoài. Cứ chơi hoài luôn. But it's December. I barely remember. Think of our friendship. A part of my heart beats. I want you to know. Even though it doesn't show, I want you to know I miss you. When I first about you, they know that it's all true. They call me a fool, cause I still wanna be friends with you. I want you to know, even though it doesn't show,
I want you to know I miss you. Oh, miss the days we prankled each other. Oh, miss the days we played sports together. You won't remember these memories, but I make sure that Chuckles from Paris. Nếu mà bạn dư có quà cho chúng tôi. Đấy. Thì chúng tôi cũng có quà cho bạn. Tất nhiên thì cái quà này có. 2, 3, 3. Dễ thương không? Oh my god. Dễ thương không? Hai cái máy không à? Bạch Dư là bác sĩ. Bây giờ Bạch Dư là bác sĩ đang ngủ rồi, chưa có dậy, hơn lát nó dậy đi. Trời ơi, cái tay chị kêu xa chưa. Cái homestay này có một cái nón lá rất là xinh. Mình muốn xu nó, được không ạ? Mình hỏi for the world, được không ạ? Xu đi. Quá. Mình đến chính lại đi, mốt ta coi clip ta tưởng quá cái nó láng là tưởng luôn mình đó. Ok. Một. Hai. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ăn bún đậu mắm tôm. Yay. Đây là con vịt hay là quả chuối? Con vịt chuối. Ủa, đang quay clip hả? Tôi chụp hình. Cái đứng đờ này hả? Trước khi đi ăn bún đậu thì tụi mình có ghé vào Mini Group, bởi vì mình bảo với mọi người là mình muốn mua một con gấu bông bé bé để mang qua Pháp ấy. Thế là mọi người đã dẫn mình vào đây và mua cho mình con vịt chuối. Anh chỉ chờ đến cái cơ hội này thôi. Nói chung là cũng không hơn gì nhau lắm. Thứ là tình cảm nói chung là nó cũng dặn đấy. Không, anh chung lắm. Xóa. Anh chung lắm. Phải tay Hồng Tiền đánh giá. Sau đấy thì tụi mình đi ăn bún đậu như đã nói. Trời ơi, ở bên Pháp cũng có bún đậu nha. Mọi người cũng hay thấy mình đi ăn đúng không? Thế nhưng mà ăn bún đậu ở Việt Nam, nó là một cái cảm giác gì đấy rất là khác biệt, như là một đẳng cấp khác vậy. 2, 3. Hi. Can I join? Rồi. Can I take tờ 200 rồi mày cầm đi. Rồi. Nói gì đi. Tụi mình vừa đi chụp ảnh ở photo booth về. Yay, siêu xinh nha mọi người. Highly recommend cho bạn nào mà muốn hàng rất muốn quan hệ để chữa lành. Hôm ấy thì câu lạc bộ của mình ở trường đại học cũ cũng tổ chức meeting. Trùng hợp sao đúng hôm mình về, thế nên là các em ý đã mời mình đến dự. Trời ơi, đây chính là cái câu lạc bộ mà sản sinh ra cái team chơi thân của tụi mình như bây giờ này mọi người. Nhìn các em bây giờ kiểu rất là vô tư, nhiệt huyết, vui vẻ, tràn đầy năng lượng, là mình cũng nhớ tới mình của thời năm nhất đại học. Đây thì chính là cái câu lạc bộ thanh xuân thời đại học của mình. Ở đây mình có rất nhiều những người anh chị, bạn, những người em rất là thân thiết, cho nên là mặc dù đã rời câu lạc bộ từ lúc đi du học, thế nhưng mà đến bây giờ thì mình vẫn giữ mối quan hệ rất là thân thiết với mọi người. Một điều nữa mà khi về Việt Nam mình nặng nặc đòi mọi người đưa đi cho bằng được, đó là đi hát karaoke. Trời ơi, mọi người nghe hướng nội đi hát karaoke bao giờ chưa? Let's go.
Mọi người có cảm thấy là mình về Việt Nam rất là khác so với mình ở bên Paris không? Thật sự là khi mà ở với những người cùng tần số với mình thì mình được làm chính mình và cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều ấy. Hôm nay là một ngày thứ hai, mọi người đi làm hết rồi, thế nên là không có ai đi ra ngoài cùng mình hết. Hôm qua, hôm kia thì mình đi chơi dữ quá, thế nên là hôm nay mình cũng khá kiệt sức. Mình ngủ tới trưa. Bây giờ là chiều rồi mà mình chưa ăn gì, thế nên là chúng mình sẽ đi ra ngoài kiếm cái gì để ăn nhé. Ôi, bây giờ tối luôn rồi. Mình mới đi ra từ Hasaki để mua một ít mỹ phẩm. Và bây giờ mình đang đợi chị của mình, chị hai mình sẽ chở mình đi ăn. Ôi, từ sáng đến giờ, hồi chiều mình bảo mình đi ăn rồi mình lề mề cái bây giờ tối luôn. Bây giờ thì mình đang đợi chị mình đi lấy xe và chúng mình sẽ đi ăn nem nướng Nha Trang. Hello. Nem nướng là cái món mà về Việt Nam mình ăn và mình thấy là ngon nhất. Trời ơi, ngon xuất sắc luôn. Mình rất là thích ăn mấy cái món mà cuốn cuốn như thế này. Trời, sao Việt Nam lại có những món ngon như thế nhỉ? Sau đấy thì tụi mình đi uống phê la. Chị mình bảo là phê la mới mở ở Sài Gòn. Lúc mình còn ở Sài Gòn thì chưa có. Thế nên là tụi mình đi uống thử xem sao. Và mình thấy nó cũng ngon thiệt nha. Trời ơi, mình về Việt Nam mình ăn cái gì, mình uống cái gì mình cũng thấy nó ngon xuất sắc. Hơi không liên quan nhưng mà mọi người có thấy là mình với chị hai mình cũng kiểu khác nhau hoàn toàn không? Kiểu chị mình hơn mình gần cả chục tuổi. Thế nhưng mà phong cách của chị mình kiểu khá là trẻ trung năng động. Ngược lại thì nhìn mình kiểu hơi già. Thế nên là nhiều khi đi ra ngoài đường không biết ai chị ai em luôn. Ngày tiếp theo tụi mình đi workshop bắn thảm, điều mà mình rất muốn làm khi về Việt Nam. Hai hôm nay bạn tôi là nhất luôn á, hơi đen tí nhưng mà tốt bụng. Da tôi đen nhưng lòng tôi trắng, mày lấy lại rồi. Cắm mặt vào đây. Không nhớ cái mặt thôi. This is Nguyễn Anh Đức, đại gia quận 12. Nhà mặt phố 4 là to. Da hơi đen nhưng mà... Sắp đi bộ đội. Hôm đấy thì mình đã dụ dỗ được Minh Đức, anh Đức với cả Minh Thi nghỉ làm để đi chơi với mình. Ngoài đời thì tụi mình cứ gặp nhau là chí chóe cãi nhau. Thế nhưng mà cũng rất là vui bởi vì tụi nó sẵn sàng nghỉ bán mình cho tư bản để đi chơi với cái đứa vô tri như mình. Chuyên nghiệp quá nè. Thích cái tạp dề này quá, tí xin anh đấy được không? Mày còn muốn xin gì xin tôi ngay. Con quỷ này đen mà làm con quỷ màu vàng.
Lúc mà mình sang Pháp thì mình để ý là ở Việt Nam nổi lên mấy cái phong trào workshop, cắm hoa, làm gốm, bắn thảm các thứ như này này mọi người. Và mình rất rất muốn đi thử luôn ý. Thế nên là về Việt Nam mình phải đi liền. Mình muốn đi làm gốm nữa cơ. Nhưng mà làm gốm xong thì phải đợi nửa tháng tới một tháng cho người ta nung ý. Mình không đợi được. Thế nên là mình đi làm thảm thôi. Và hôm ấy thì mình đã làm một bông hoa tulip siêu to khổng lồ. Và làm cái này thì cũng không quá khó đâu. Cái gì khó thì nhờ anh chủ làm giùm. Nhưng mà mình thấy nha, những cái hoạt động như thế này nếu mà đi cùng với nhóm bạn thân thì rất là vui luôn ấy. Mọi người có thể thử xem sao. Đây, cho mày lên sóng. Em tên Mi. Mi ơi. Ui. Xem con vịt này. Xem con vịt. Cái gì đây nè. Đây là con vịt của anh Đức. Yeah, tụi mình làm xong rồi này. Đức làm con vịt, mình làm hoa tulip, còn Minh Thi làm cái gương hình con mèo. Nếu mà mọi người thích cái nào nhất thì hãy comment hình bông hoa tulip cho mình biết với nha. Lo, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi ăn bánh tráng. Buffet bánh tráng. Let's go. Một trong những cái món mà mình đòi đi ăn nữa đó là bánh tráng, cuốn bánh tráng trộn bánh tráng các loại. Nhưng mà cái chỗ mình đi ăn hôm đấy thì nói thật là nó không hợp gu của mình lắm mọi người ạ. Nên là thì đấy. Che mặt mày lại. Trời ơi, về Sài Gòn không có một cái buổi hẹn, một cái cuộc đi chơi nào của tụi mình mà không dính vào đồ ăn hết. Mà về Sài Gòn mà không đi ăn xiên bẩn thì đúng là một thiếu sót. Thế nên là sau khi ăn bánh tráng xong thì tụi mình lại chở nhau ra bờ kè Thủ Thiêm ăn xiên bẩn, uống đá me, xâm dứa các thứ. Có bông mai ở trong. Nóng, trời bọc quá. Mình ăn là miếng tồi tàn. Này thì đòi bông mai. Này phải ăn một lần không cắn thôi. Ăn một lần thì nó hỏng cái lưỡi. Ờ, đúng rồi ha. Rồi gặp luôn, gọi xong, ok, phong ấn luôn. Rồi gặp luôn, đi cho mày cả cái cây đó là thôi, cái nhà ăn luôn. Hồi còn ở đây, mình thấy Sài Gòn cũng bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Thế nhưng khi đi xa trở về, mình lại thấy Sài Gòn đẹp lạ. Có lẽ mang tâm thế của một người ở xa về thăm, mình nghiêm túc ngồi ngắm nhìn Sài Gòn một cách đắm đuối. Điều mà trước đây mình chưa bao giờ làm. Trong mắt mình, Sài Gòn đẹp lung linh, năng động và vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Kìa đi đâu hả? Nhảy hả? Hả? Nhảy rồi. Ôi trời ơi, nhảy. À, nhảy lên đó hả? Ờ, nhảy lên đó rồi. Oh, wow. Mày chụp spotlight của tao. Rồi hết dai. Cái gì? Món này là món gì? Trả lời đi. Dạ món hột gà nướng 8.000 một trái 8432. Tám ngàn một trái hả? 8.000 một trái 8432 à. Wow.
Hôm ấy khi mình có hẹn với cả bạn cùng phòng của mình hồi còn ở Sài Gòn, cô ta chính là người đã ở cùng tôi trong suốt 3 năm khi mà tôi còn ở Sài Gòn đấy. Trời ơi, mình phải công nhận một điều nha, khi mà mình đi xa trở về thì mình thấy có nhiều người không khác gì cả. Còn có những người thì đã thay đổi rất rất nhiều, đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Như bạn mình đây, mình nhận thấy là câu chuyện của tụi mình nó đã không còn vô tri như trước nữa, mà tụi mình nói nhiều hơn về công việc, sự nghiệp, dự định tương lai, tình yêu hay thậm chí là cả hôn nhân gia đình nữa. Trời ơi, bạn tôi đã trưởng thành thật rồi. Còn tôi thấy tôi thì kiểu vẫn cứ ngơ ngơ như ngày nào ấy. Về Sài Gòn mua áo ấm qua Paris mặc. Độc lạ Sài Gòn. Yeah. Tiếp tục food tour Sài Gòn. Hôm nay chúng tôi đi ăn món Huế. Buổi tối thì mình có bảo là mình thèm ăn bánh bột lọc các thứ, thế nên là mọi người đã dẫn mình đến quán Huế này. Các bác có thấy một bàn toàn đồ ăn đấy không? Chúng tôi gọi hai bàn như thế. Lúc đầu món mình kỳ vọng nhất là món bánh bột lọc, thế nhưng mà đến cuối cùng thì món ngon nhất lại là món cơm hến. Mọi người có thể thử xem sao, quán này tên là Góc Huế gì đó. Ở đây có một cái góc đề co rất là kiểu hoàng gia ngày xưa như nào đấy. Và tụi mình cũng nhí nhố chụp hình mặc dù nhìn nó không liên quan gì. Sau khi ăn đồ Huế xong thì tụi mình lon ton chạy qua nhà hát thành phố chơi. Lúc đấy còn có hai bé ở trong câu lạc bộ cũ của mình chạy từ quận 9 lên quận 1 để gặp tụi mình và còn mua quà cho mình nữa. Trời ơi, cảm động. Sài Gòn rất là nhiều quà nha mọi người. Xin chào các bạn, đây là mình và Dương đây. Mình là bà Dương 2. Bà Dương 3. Bà Dương 4. Bà Dương 5. Bà Dương 6. Và ở đâu là mới bà là bà Dương. Trời ơi, làm tên hay quá. Tôi mới là Bạch Dương. Nhìn luôn. Bạch Dương đây. Như hai giọt, như những giọt nước. Bạch Dương. Nước mắm như nước hòa. Chết chị đó tôi. Tôi nào muốn ăn chè trộn. Để cô ta lấy chè trộn. Đồ cái chạm. Trời ơi, đẹp chưa? Đẹp, trời ơi, slay quá baby. Eo chị em đang thon mọi người nhé. Eo ơi, dọc đi học chứ. Wow. Rồi, chạy xuống là Jimmy. 2, 3. Tôi sẽ uống hết cái ly này. Là vì tôi, là vì bạn, là vì bạn. Lưu dịu. 2, 3, dô. 2, 3, dô. 2, 3, uống. Rồi ơi, đừng nói em đi coi chụp cho bạn. Để tụi mày post quay. Các bạn coi nè, bây giờ hả, tôi chụp cho Bạch Dương nè các bạn. Rồi, Bạch Dương chụp cho tôi nè. Tình bạn như là bền lâu. Tuy là mình không có nhiều bạn lắm, nhưng mà những người bạn của mình thì đều vô cùng chất lượng. Vừa xinh, vừa giỏi, vừa hài hước, vừa tâm lý tốt bụng. Trời ơi, đôi khi mình cảm thấy mình thật là may mắn. Hello anh em. Nó lại báo tôi rồi các bạn ạ. Hôm nay Minh Thi sẽ chở mình đi cắt kính. Let's go. Ở bên Pháp thì mình rất là lười đi cắt kính, thế nên là mình đã sống trong sự mờ ảo gần 2 năm qua mà không chịu đeo kính, hoặc có đeo thì cũng chỉ đeo kính rất là nhẹ độ. Vậy nên lần này về Việt Nam mình quyết định phải đi cắt kính, bởi vì mắt mình đã mờ đi rất nhiều rồi. Hai mọi người, mình với Minh Thi vừa mới đi cắt kính về rồi, và bây giờ tụi mình đang đi ăn tối. Nói là đi ăn tối đấy nhưng mà tụi mình đi ăn vặt. Để cho mọi người xem nha. Đây có bánh tráng nướng và thịt xiên nướng. Minh Thi đang đi mua bánh tráng cuốn với cả là bánh mì nướng với ớt. Minh Thi đi lâu quá. Trong lúc đợi Minh Thi thì mình sẽ ăn trộm một miếng. Hy vọng là nó sẽ không biết. Minh Thi đã trở về.
mắm nè. Xanh xà. Xanh xà. Mệt lắm. Đây là bánh trăng nữa. Đã bị tôi cắn mất một miếng. Chập lúc mình đi mua nước. Đây là xiên nướng cũng bị cắn mất một miếng. Đây là bánh trăng cuốn, may quá còn nguyên vẹn nhỉ. Đây là bánh mì đường muối ớt. Yeah. Có mất tiền cả. Yeah. Xin mời. Có tiền trả không? Không. Trả tiền chưa? Anh có trả tiền chưa? Bạn vô quỷ đâu không? Tôi là bớt nói chuyện các bạn. Tại vì ép rồi. Tại vì ép. Hay là chỉ như là S.O.S. S.O.S. Mà có được phê cái này không? Nhờ bảo không yêu quý người ta. Bớt nói chuyện. Vô. Vô. Ê, tụi nó uống bia. Bây giờ chúng mình sẽ đi ăn cuốn riêu. Chán 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 chán. Mấy? 20. Rẻ vậy? Tao tưởng 50 ngàn một cái. Thank you. Paparotti, trời ơi, ước mơ thành hiện thực. Thằng Paparotti fail, hôm nay đã được Minh Thi mua cho Paparotti real. Sao nó bé? Tao trong trí tưởng tượng của tao là nó to bằng cái mặt tao. Thì bằng cái mặt mà. Rồi sẽ ăn. Rồi thơm. Chiêu. Để cái này. Ngon lắm các bác ạ. Sau khi ăn khoán đủ mấy món muốn ăn thì tụi mình ghé qua chỗ hôm qua cắt kính để lấy kính luôn. Tôi đi với Minh Thi là câu tôi hỏi Minh Thi mỗi ngày là có xinh không? Minh Thi được trả lời là không. Hôm nay mày vừa trả lời là có. Tại tao có mày diễn đúng không? Tôi chỉ nói. Chứ thật ra không nhớ đâu ạ. Không xinh một tí không? Ai đổ. Trời ơi, hai quà luôn. Nó rất là khó luôn. Trời ơi, mọi người ơi, mình bị cận 2 độ rồi. Từ 0,75 lên 2 độ. Mẹ biết mẹ buồn lắm. Bây giờ đi đâu vậy ạ? Ra Sơn Chi. Với cả là uống đâu má. Let's go. Chiên. Cái ly bự này là của Minh Thi. Đêm cuối cùng mình ở Sài Gòn, mặc dù là mình bận xếp đồ đạc các thứ không đi chơi với mọi người được, thế nhưng mà cuối cùng thì mọi người vẫn đến chỗ mình để gặp nhau một xíu trước khi mình đi và còn tặng quà cho mình nữa. Vậy là khép lại một tuần về thăm Sài Gòn đầy ngắn ngủi rồi. Mình cảm giác như một tuần trôi nhanh như một cái chớp mắt vậy á. Mình còn nhớ là mình vừa mới đáp sân bay Tân Sơn Nhất và háo hức để gặp mọi người như thế nào, mà bây giờ đã phải nói lời chia tay rồi. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng mà cũng đủ để mình cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho mình. Mình cảm thấy biết ơn vô cùng bởi vì bên cạnh mình vẫn luôn có gia đình, bạn bè, những người yêu thương mình như thế này. Mọi người ạ, càng lớn mình càng cảm thấy số lượng bạn bè nó không quyết định chúng ta là người như thế nào. Mà những người bạn chúng ta đang có, dù chỉ là một thôi, nhưng nếu họ đối với chúng ta thật sự chân thành, thì một thôi là đủ. Và đặc biệt đối với mình đi xa gần 2 năm, khi trở về cũng có những mối quan hệ xa dần, ngược lại cũng có những mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn, làm mình càng thấy rõ được những mối quan hệ mà mình đang có đáng trân trọng đến mức nào. Vậy nên nếu mọi người cũng có những người bạn chân thành luôn đồng hành cùng, dù ít hay nhiều, thì cũng hãy trân trọng và hạnh phúc với điều đấy nhé. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Bye. Mọi người về cẩn thận nha. Trời bé rồi. Bây giờ tôi sẽ lên máy bay và đi qua Paris. Tôi cũng thế. Tôi đi chung. Tôi đi chung. Có cuộc gặp gỡ nào mà rồi không phải chia ly hả mọi người?
Cuối cùng thì cũng đến lúc mình phải ra sân bay, bay lại qua Pháp để tiếp tục với những ước mơ và hoài bão của mình. Lại một lần nữa bỏ lại những cái ôm, giọt nước mắt, sự quấn luyến của mọi người phía sau để bước qua cánh cửa ấy. Mặc dù đây không phải là lần đầu mình đi xa, nhưng mọi cảm xúc hôm ấy vẫn vẹn nguyên như lần đầu mình xuất cảnh. Mình biết là cho dù thêm bao nhiêu lần nữa thì vẫn như thế này thôi. Bởi mình hiểu mẹ mình, anh chị mình, gia đình, bạn bè mình vẫn còn đang bận tâm về mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình tới tận đây. Hãy để lại một ngôi nhà ở dưới nếu mọi người còn ở đây để mình nhận ra được mọi người nhé. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé. Love you. Đó, cái con vịt màu vàng không mọi người, có một cái chấm màu vàng đang đi đó, đó chính là bạch dương đó mọi người. Bạch dương của em không? Rồi, sắp tiến vào. Rồi, cô đã đặt khuất bóng rồi. Hai mọi người, mình đang ở Quảng Châu rồi và đang đợi transit để về Paris. Mình định là không quay gì nữa đâu bởi vì mình cũng khá là mệt đấy. Thế nhưng mà mình muốn quay thêm một tí. Đây là cuốn sổ mà chị Vi đã tặng cho mình trước khi mà mình bay. Thì ở trong này có một bức thư tay. Chị Vi đã viết thư tay cho mình mọi người ạ. Mình thật sự là một người rất dễ bị cảm động bởi những bức thư tay như thế này, mặc dù mình rất là ít khi nhận được. Thế nhưng mà sau chuyến trở về Việt Nam này thì mình cảm thấy mình may mắn cực kỳ luôn ấy. Kiểu thật sự nha, mình cảm thấy mình là một người không phải là một người hướng ngoại, mọi người cũng biết rồi. Khả năng giao tiếp của mình cũng không quá khéo léo và đôi khi mình còn vô tâm. Thế nhưng mà bên cạnh mình vẫn có rất nhiều người thương mình. Mình không biết nói gì nhưng mà mình thật sự chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người, gia đình, bạn bè, mọi người, những ai đang xem video của mình. Mình thật sự cảm thấy rất là biết ơn vì mọi người đã đến, đã chọn ở lại đồng hành cùng mình và yêu thương mình. Mình hy vọng là trong tương lai mọi người vẫn sẽ ở đây và yêu thương mình. Cho dù là những lúc mình không được tích cực thì mình vẫn hy vọng là chúng mình vẫn sẽ ở bên cạnh nhau. Cảm ơn mọi người rất nhiều. When the sun is rising.